Đây thì cái phần của cô thì nó có là hai bài lý thuyết, là bài cấp cứu răng hàm mặt với cái bài bệnh lý dùng bên chớp, bệnh lý tỷ và dùng bên chớp nha. Rồi hai cái bài đó là hai bài lý thuyết. Rồi xong đó thì cô sẽ gửi cái bài mà lý thuyết lâm sàng cho mấy em luôn. Có nghĩa là cô gửi cái bài báo bubon ngắn gọn cho mấy em mà đại diện lớp đó ha, cô gửi, rồi sau đó mấy em gửi lại cho các cái bạn trong cái lớp của mình. Rồi cô gửi cái cô chốt lại những cái gì mấy em cần phải học, rồi mấy em chuẩn bị thi. Tại vì hai hai cái bài đó thì coi như bữa nay là mình cũng kết thúc luôn, chứ mấy em không có lên lớp học lắt nhắt nữa. Tại vì hai cái bài đó thì nó cũng đơn giản, với lại thầy Trung với lại cô Hải Đăng có dạy lý thuyết mấy em rồi, giờ cô chỉ chốt ngắn gọn với lại đưa một cái bài soạn cho nó gọn lại cho mấy em tập trung để thi lâm sàng thôi. Rồi thì bây giờ mình chỉ học hai cái bài lý thuyết là cấp cứu răng hàm mặt và cái bài bệnh lý tỷ do dùng quanh chớp, rồi mình nghỉ hay là còn kia thì cô sẽ làm việc với cô gửi cho các cái bạn mà đại diện lớp, rồi mấy bạn sẽ gửi lại cho mấy em. Rồi bây giờ mình bắt đầu cái bài cấp cứu răng hàm mặt nha mấy em. Thì cái mục tiêu á, thì cái bài này thì mình sẽ trình bày và xử lý các cái loại đau vùng hàm mặt. Cái thứ hai là xử lý cấp cứu chấn thương hàm mặt. Thì mình đi vào cái phần cấp cứu bệnh nhân tại cái phòng khám. Thì thường á, thì mình sẽ thấy là đau cái vùng hàm mặt nè. Thì cái nguyên nhân á, là do nhiễm khuẩn răng là thường gặp nhất. Mà thường á, là cái bệnh lý về răng là như là viêm khớp răng, bệnh lý tủy này ha, rồi bệnh lý về Bum-nha-chu vân vân. Thì trong cái bệnh lý về răng á, thì mấy em thấy là nó có cái bệnh viêm khớp răng, thì cái từ nó là viêm khớp ở trong cái bệnh lý về răng. Cái từ này thì nghe nó hơi hơi lạ hết mấy em, nhưng mà nó là nó muốn nói về cái vấn đề mà cái vùng quanh chớp đó mấy em, hay nó bị kích thích đó. Thì cái lúc mà mấy em ăn những cái vật lạ, những cái thức ăn mà nó dễ mắc vào cái kẽ răng á, hoặc là những cái miếng trám mà bác sĩ trám cho mấy em nó bị cao, nó đội lên, thì lúc đó thì mấy em cắn cắn hai hàm răng lại, thì lúc đó mấy em sẽ thấy là nó đau, nghe nó đau, nó khó chịu. Thì khi mà mình cắn siết hai hàm răng lại thì mình thấy nó giảm đau, nhưng mà khi ngưng lại thì nó lại đau tiếp. Thì lúc cái này mình phải xử lý nguyên nhân, giả sử như thức ăn mắc vào kẽ răng thì phải lấy nó ra thì nó mới bớt, rồi cái miếng trám thì mình phải mà chỉnh ăn cho nó đừng có đội lên thì mình mới đỡ đau, mình mới hết được ha. Rồi về cái bệnh lý về răng thì mình có bệnh lý tủy nữa ha. Bệnh lý tủy thì mấy em thấy là điển hình là viêm tủy. Thì khi mà cái răng mình bị viêm tủy thì mình sẽ bị đau. Thì mình sẽ bị đau liên tục khi mà có cái sự kích thích, thí dụ như là thức ăn nó lọt vào ha, thì mình sẽ thấy là cái cơn đau nó tăng lên, và thường là đau nhiều về đêm, có cảm giác mạch nhịp và khó xác định ra nguyên nhân. Có nghĩa là lúc đó nó sẽ được, cô nghe nè, có gì không em? À, lớp lớp đó là lớp gì vậy em? T hả? T là bạn bạn gửi qua qua Zalo hay qua mail để cô coi coi. Quỳnh Nhật Tuấn hả? À, là lấy cái tên của em nhưng mà gửi lớp T đúng không? Rồi Zalo đi cho nó nhanh, cô mở nó nhanh hơn mail. Rồi, cô cảm ơn Tuấn. Để cô ghi cái T, lớp là cái lớp T. Rồi cô cảm ơn Tuấn, để cô vô.
Rồi alo cho cô hỏi lớp T, mấy em thấy cái bài chưa mấy em? Rồi rồi cô cảm ơn lớp T. Vậy là bữa nay là mình 4 lớp mình học là mình hoàn thành luôn nha mấy em. Rồi bây giờ lớp T mới vào thì cô cũng sinh hoạt lại luôn ha. Thì cái phần của cô thì mình còn hai bài lý thuyết, là cái bài cấp cứu chấn thương hình mặt với lại cái bài bệnh lý tủy và dùng bên chớp nha. Thì mình đang học cái bài cấp cứu đó nha, thì mình sẽ học hai cái bài lý thuyết này. Còn hai cái bài mà cô phụ trách lý thuyết lâm sàng cho tất cả các lớp á, thì cũng giống như mấy lớp trước, thì cô cái bài răng và bộ răng với bệnh nha chu á, thì cô sẽ gửi cái bài báo bên ngắn gọn cho quản lý lớp của mấy em, rồi sau đó quản lý lớp sẽ gửi lại cho từng thành viên của lớp nha. Rồi mấy em bám vào đó mấy em học, và đồng thời cô cũng gửi luôn cái phần mà cô, cái nội dung mà cô chốt gọn lại luôn. Thì khi đó thì lớp trưởng thi cái phần lý thuyết lâm sàng á, có nghĩa là khi mà lúc mà không có dịch á, như mỗi năm á, là mỗi 2 tuần là mấy em phải chuyển trại, trong đó có trại răng hàm mặt. Thì cái phần này mỗi năm á là cô Nhạn cô phụ trách, nhưng mà không biết năm nay mấy em hỏi cô Mẫn coi coi ai phụ trách, không có khi là cô Mẫn với cô Nhạn luân phiên đó, nhưng mà không biết cái khóa năm nay là ai. Thì cho thi rồi cho tổng kết điểm rồi đó, là hai cô đó đó. Đâu mấy em hỏi nha, lớp trưởng hỏi giùm cô cái phần đó. Thì cô sẽ gửi cái bài báo PowerPoint răng và bộ răng bệnh nha chu, đồng thời cô gửi kèm cái phần cô chốt cái mình học cái nội dung gì cho mấy em luôn. Rồi thì cái bài đó thì 4 lớp mình cũng giống như là 4 lớp đợt rồi đó, là mình khỏi phải lên từng lớp mình học lắt nhắt lẻ tẻ cái phần lý thuyết lâm sàng nữa nha. Thì nói chung là bữa nay là coi như là mình gặp nhau rồi, là mình là xong rồi đó, là mấy em vừa đi thi lý thuyết mà vừa đi thi lý thuyết lâm sàng luôn nha, chứ mình không có lên lớp học lắt nhắt mấy cái bài đó nữa ha. Rồi vậy là lớp T mình cũng nắm rồi ha. Bây giờ để cô trở lại, cô trở lại. Rồi thì cái bài đầu tiên là cái bài cấp cứu răng hàm mặt. Thì cái mục tiêu cái thứ nhất là mấy em phải trình bày và xử lý các cái loại đau vùng hàm mặt, thứ hai là xử lý cấp cứu chấn thương hàm mặt. Rồi thì cô đi vào cái phần cấp cứu bệnh nhân tại phòng khám, và mình đi vào cái đau vùng hàm mặt thì mấy em thấy là thường là do là nhiễm khuẩn từ răng nha, là thường gặp nhất. Thì cái nguyên nhân nó là nó từ cái bệnh lý răng, là như là viêm khớp răng, là bệnh lý tủy và những cái bệnh lý mô nha chu vân vân. Thì cái về răng á, thì mấy em thấy là có cái viêm khớp răng, có nghĩa là nói tới cái viêm quanh chóp đó mấy em, là khi mà cái những cái thức ăn mà mấy em ăn nó mắc vào trong cái kẽ răng nghe, nó gây đau. Những cái miếng trám mà mình đi trám răng mà không có được mài chỉnh cho nó đúng nghe, thì nó còn đội lên, thì lúc đó mấy em về mấy em cắn lại mấy em cũng thấy đau. Thì cái đó gọi là cái triệu chứng của viêm khớp răng. Và cái thứ hai nữa là bệnh lý tủy cũng gây đau, thì mấy em thấy là điển hình là viêm tủy. Thì thường là viêm tủy thì nhất là cái viêm tủy cấp thì mấy em thấy là nó đau liên tục nghe, khi có kích thích, và thường là đau xuất hiện về đêm và có cái cảm giác mạch nhịp, có nghĩa là đau theo nhịp tim đó mấy em, và khó xác định ra nguyên nhân, tại vì lúc đó mình đau cho nên nó bị lan tỏa nha, nó lan tỏa ở dưới cái vùng chân răng á, thành ra là mình không có, nhiều khi mình không có biết là đau có chỗ nào nha. Thì nếu mà có cái răng sâu rõ ràng á, thì mình dễ biết. Rồi về cái bệnh lý mô nha chu thì mấy em thấy là có những cái áp xe ha, những cái áp xe nha chu thì nó cũng đau âm ỉ, có khi là đau dữ dội và kèm theo sưng cái vùng nú và thành lập cái túi mủ. Thì thông thường thì mấy em trẻ thì ít có gặp cái bệnh lý mô nha chu này, thì thường mấy em trẻ thì đa số là viêm nú là nhiều, nhưng mà về cái bệnh lý mà nha chu mà thuần tí luôn thì thường gặp ở cái người lớn tuổi thì gặp nhiều hơn mấy em. Còn mấy em trẻ thì đa số là gặp sâu rồi đó ha, còn nếu viêm nú, còn cái nha chu thì cái tỷ lệ nó thấp hơn những người cao tuổi, cho nên là mình ít có gặp. Bản thân mình thì mình chỉ nhớ lại là mình chỉ có viêm nú thôi ha, còn cái nếu mà nói tới nha chu thì nó rơi vào cái trường hợp nặng rồi đó mấy em. Rồi
tiếp theo là Nha Chu, rồi tới cái bà Lý Dùng Minh Chóp ha. Tại vì cái này nó rộng lắm cho nên người ta phải phân nó ra thành một cái loại hình riêng ha. Bệnh Lý Dùng Minh Chóp thì nó có rất là nhiều cái dạng bệnh. Thì nếu mà nó rơi vào cái áp xe xương ổ răng á, thì mấy em thấy là cũng đau dữ dội và kèm theo cái sự thành lập cái túi mủ. Và tiếp theo là cái tai biến mọc răng khôn, nó cũng gây đau ha. Thì cái độ tuổi mọc răng khôn là từ 18 cho đến 25, thì cái bài này cô Hải Đăng có dạy lý thuyết cho mấy em rồi đó. Thì thường á, là cái răng khôn á, là mọc sau cùng ha. Cho nên nó làm mấy em thấy là nó bị thiếu chỗ ha. Cái tỷ lệ thiếu chỗ nó cao, do đó là nó dễ là nó lệch nhầm hoặc là nó kẹt ha. Rồi có thể là cái lợi trùm nó bao phủ vào ngay cái chỗ cái răng mà nó mọc lưng chừng đó, thì lúc đó mấy em thấy là rất là dễ bị đau, rất là dễ bị tạo mủ ha, thức ăn nó nhét vào đó rồi gây sưng cái góc hàm và há miệng hạn chế. Thì trong những cái trường hợp này á, thì mình sẽ cho cái thuốc giảm đau thông thường ha, thuốc giảm đau thông thường. Và nếu như trường hợp mà nó nặng nề hơn thì lúc đó mình sẽ tăng dần lên ha, rồi cái giảm đau có codeine vân vân. Thì nói chung là về nguyên tắc chỉ định cận lâm sàng hay là chỉ định thuốc thì mình phải đi từ thấp đến cao ha, từ cái đơn giản ha, từ những cái gì cơ bản, và sau đó mình mới đi sâu hơn, thì tùy theo cái bệnh lý và tùy theo cái đáp ứng của bệnh nhân, chứ không nhất thiết là mới vô là mình đã đánh những cái thuốc rất là mạnh thì nó không có cần thiết ha men. Rồi thì trường hợp có kèm theo sưng ha, sưng thì mình có thể sử dụng kháng sinh phổ rộng thêm như là amoxicillin rồi đó. Mình đi vào cái viêm nhiễm vùng hàm mặt nha, mới nãy là răng nha, rồi bây giờ mình tới là viêm nhiễm cái vùng hàm mặt. Thì mấy em thấy là nguyên nhân á là cũng từ răng ha, từ răng thì nó sẽ tạo thành cái áp xe quanh chóp, áp xe Nha Chu, tai biến mọc răng khôn, chấn thương vân vân. Thì tùy theo cái độc tính của vi khuẩn và cái sức đề kháng của cơ thể mà nhiễm khuẩn có thể tụ lại hoặc là lan rộng. Thì chính vì vậy á, thì mình sẽ có là những cái dạng mà viêm mô tế bào rồi đó mấy em ha. Thì nó có thể là nó sẽ tụ lại, có thể là nó lan tỏa, thì tùy theo cái trường hợp đáp ứng của bệnh nhân và nó sẽ có thể là nặng nhẹ khác nhau. Và khi mà bệnh nhân mà có cái áp xe á, thì nếu mà không điều trị thì sẽ cái áp xe này nó sẽ tìm cái đường thoát từ xương qua niêm mạc và nó tạo thành cái lỗ giò. Thì cái giò này là mấy em thấy là nó giống như là một cái đường thông thường mà nó từ ở trong cái nhiễm trùng từ cái răng nha, rồi nó qua xương rồi nó sẽ giò ra niêm mạc, nó tạo thành cái lỗ để mà nó thoát dịch. Thì cái đó là giống như là cái phản ứng bảo vệ của cơ thể vậy đó mấy em, để mà nó thoát dịch ra. Thì những cái túi mủ mà vùng núi đá hình lan thì như là áp xe Nha Chu, áp xe xương ổ răng và viêm quanh thân răng khôn đó, khi mà răng mọc đó, thì mình thấy là nó cũng có những cái túi mủ như thế. Và viêm mô tế bào vùng ngoài mặt thì cũng là nguyên nhân từ răng nha. Chấn thương là biểu hiện bởi một cái khối sưng ở vùng mặt. Thì nó từ răng mấy em ha. Cái răng mà mình điều trị mà nó không tới nơi tới chốn thì nó sẽ nó lan xuống chóp ha, nó lan xuống chóp. Rồi sau đó thì nó sẽ sao? Nó sẽ làm ra tới mô mềm thì người ta gọi là viêm mô tế bào đó. Thì lúc đó cái mặt của bệnh nhân sẽ sưng lên ha, thì gọi là viêm mô tế bào. Thì mình thường mình gọi là sưng hàm rồi đó mấy em. Cái phần mà viêm mô tế bào vùng sàn miệng á, thì mấy em thấy là thường là do cái nhiễm trùng từ các cái răng hàm dưới, có thể là lan nhanh xuống vùng hầu họng gây khó thở. Thì mấy em lưu ý là cái thường á, là viêm mô tế bào mà ở răng dưới á, là nó rất là nguy hiểm nha mấy em, đặc biệt là cái vùng răng cối lớn hàm dưới á, thì mấy em thấy là nó lan xuống cái hầu nè mấy em nha, lan xuống cái hầu. Và nó sẽ, cái khối sưng này nó sẽ đẩy cái lưỡi lên
đẩy cái lưỡi bệnh nhân lên và nó đẩy cái nắp giọng của bệnh nhân lại đó, thì làm cho bệnh nhân không có thở được ha, không có thở được. Thì mấy em thấy là lúc đó là đôi khi là phải mở khí quản bệnh nhân luôn, thì không phải là hù dọa gì, nhưng mà răng là nó có ha, răng những cái biến chứng mà do nhiễm trùng tự răng là đã có xảy ra rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Do đó là bệnh nhân là không có được chủ quan ha, không có được coi nhẹ cái răng. Rồi xử lý cấp cứu trong những cái trường hợp này thì mình cũng dùng cái kháng sinh ha. Kháng sinh thì trong cái răng hàm mặt đó thì thường hay sử dụng cái dạng kháng sinh đặc hiệu là cái Rodugin đó mấy em. Thì nó phối hợp giữa Rovamycin và Metronidazole, thì nó đánh vừa hiếu khí vừa kỵ khí luôn. Tuy nhiên thì có đôi khi là bệnh nhân uống cái loại thuốc này, người ta uống vào người ta không có chịu được. Có nghĩa là người ta uống vào người ta thấy khó chịu, người ta nói là bị giật ha. Thì mình sẽ đổi qua, có thể là mấy em cho ốc măng tin cũng được. Thì ốc măng tin thì hiện nay nó cũng hiệu quả, cũng sắp xỉ với cái Rodugin này. Có người uống ốc măng tin chịu hơn. Thì khi mà cái khối áp xe nó mềm tụ mủ thì mình có thể rạch để tháo mủ. Thì chỉ rạch những cái áp xe mà có cái sự tụ mủ nha mấy em. Còn nó đang tấy đỏ thì mình hạn chế mình xử lý, tại vì nó đang cấp tính như vậy mà mình xử lý thì nó sẽ dễ gây nhiễm trùng huyết. Và cái đường rạch đó thì mình tránh cái vùng giải phẫu nguy hiểm như là mạch máu thần kinh. Thì cái này thì mấy em học cái áp xe mà bên y á, là thầy cô sẽ dạy cho mấy em cái kỹ thuật rạch áp xe đó, thì bên đây mình cũng tương tự như vậy. Thì cái này là cái áp xe, nếu mà mình nhìn cái hình như vậy mà không có cung cấp cho mình thêm dữ liệu thì mình chỉ chẩn đoán sơ bộ là áp xe nú thôi hả mấy em, tại vì mình chỉ thấy cái khối sưng này nó nằm ở nú thôi, cho nên mình chỉ chẩn đoán sơ bộ là áp xe nú. Còn khi cung cấp một cái phim ha, và cung cấp cái dữ liệu lâm sàng về túi nha chu bao nhiêu ly, và cung cấp phim X quang có hình ảnh tiêu xương ổ răng, thì lúc đó mấy em phối hợp với triệu chứng lâm sàng, hình ảnh này với lại là X quang, thì mấy em mới kết luận là cái răng nó có viêm nha chu hay không. Còn nếu không thì mình chỉ dừng lại là viêm nú, áp xe nú thôi. Rồi đây là một cái trường hợp viêm mô tế bào cái vùng góc hàm bên phải của bệnh nhân á mấy em, thì có thể là do răng khôn nha. Thì khi mà bị sưng cái vùng góc hàm này nè, ta hay gọi là sưng hàm đó, thì trước mắt thì mình khám bệnh nhân thì mình phải kiểm tra răng ha. Mình phải kiểm tra răng, mình hỏi coi là có đau răng, có nhức răng, có cái gì gần đây khó chịu không ha. Rồi sau đó thì mình mới là chỉ định chụp một cái phim. Thì thông thường á, thì đối với những cái trường hợp răng khôn như thế này thì mình nên chỉ định chụp cái phim toàn cảnh để mà mình thấy cho nó hết cái khu mà răng tán của bệnh nhân luôn nha. Còn nếu mà mình chụp cái phim quanh chớp thì nó hơi khó nha, mình sẽ khó thấy được, tại vì cái răng nó mọc nghiêng lệch, thì cái phim quanh chớp mình sẽ không có, đôi khi mình không có lấy hết được cái răng khôn đó, thì mình rất là khó đánh giá. Rồi đây cũng là một cái áp xe. Cái áp xe này có thể là một cái áp xe mà nó xuất phát từ cái tủy răng nó nhiễm trùng, rồi sau đó nó diễn biến đến bệnh lý vùng bên chớp và nó gây cái áp xe xương ổ răng. Thì cái này rất là có khả năng là áp xe xương ổ răng có mũ ha. Thì cái này nè mấy em, thì khi rạch thì mình cũng rạch thấp ở dưới này nè, để cho cái mũ nó chảy từ trên xuống nó dễ hơn. Rồi đây là cái lật cái vạt ra để mà người ta nhổ cái răng số 8 ha. Thì tại vì nó mọc, nó bị nú, nó che lấp lại gì nữa mấy em, nó kẹt ở dưới thì muốn nhổ thì mình phải là lật cái vạt ra, có nghĩa là mình bóc tách cái phần nú nó chùm ở trên để bộc lộ được cái răng ha. Nếu như mà cái răng đó mà nó mọc thẳng thì mình có thể là mình không có phải mở xương, nhưng mà nếu mà nó mọc kẹt mà mình thấy là khi mà mình bẫy cái răng này á, nó sẽ không lên được, tại vì nó sẽ vướng những cái xương ha, và có khi á, là nó sẽ bẫy luôn cái răng số 7 này lên, thì do đó là bác sĩ phải phẫu thuật, phải cắt cái răng này cái phía gần cho nó đừng có móc vô trong cái phía xa răng 7 á mấy em,
ha, rồi sau đó thì người ta sẽ mở thêm một ít xương ở phía ngoài, rồi sau đó người ta dùng cái cây nại, người ta bẫy cái răng số 8 này lên. Thì đa số thì mấy em là đa số là bị hết, nói chung là cái tỷ lệ rất là cao, cái tỷ lệ mà phải mà nhổ cái răng 8 rất là cao. Rồi đây là cái răng bị sâu và nó tạo thành một cái áp xe ha, xương ổn em thấy là nó tạo thành một cái túi mủ to đùng như thế này. Thì khi đó thì mình phải xử lý cái răng này thì cái ổ mủ này nó mới hết. Nếu như mà nó nhiễm trùng quá nặng ha, nó có sự tiêu chân rồi nặng nề quá thì cái răng này nếu mà chỉ định nhổ thì mình nhổ xong rồi mình có thể là cái ổ mủ này nó thoát theo cái đường nhổ răng là nó xẹp luôn. Còn nếu như mình giữ lại cái răng này, nếu mà mình chụp phim lên mình thấy là cái răng này là giữ được ha, chân đồ ok ha, mình giữ được còn có thể cho bệnh nhân sử dụng được. Sau khi giữ cái răng này thì cái phần này mình phải xử lý áp xe, có nghĩa là mình phải rạch, đồng thời mình phải chữa tỉ cái răng này thì nó sẽ thoát hai đường, một là cái đường mình bơm rửa ha, một đường bơm rửa mình chữa tỉ ở đây, và một cái đường mình rạch áp xe ở đây, nó thoát qua hai đường và khi đó mình sẽ tiến hành mình điều trị tỉ nghe, phối hợp với cho bệnh nhân uống thuốc thì cái này nó mới hết. Rồi đi vào cái kỹ thuật thì cái áp xe đáy hành lang thì mấy anh thấy là gây tê bề mặt hoặc là gây tê các cái điểm cách xa cái ổ áp xe, rồi mình rạch cái đáy hành lang ngay nơi có ổ áp xe và bóc tách dẫn lưu. Thì vô cảm có nghĩa là gây tê đó mấy em, thì nếu có thể được thì nên gây tê vùng ha, gây tê vùng thì tại vì khi mà cái gây tê tại chỗ mấy em thì thường á, là mình chích gần cái ổ mủ quá thì nó thuốc tê nó sẽ bị bơm vào ngay cái chỗ mủ không, mà cho nên là lúc đó là cái thuốc tê nó sẽ làm cái mủ nó sẽ làm cho cái thuốc tê nó mất tác dụng, do đó là bệnh nhân không tê và nhổ không có được nha. Tuy nhiên trên thực tế thì mình phải phối hợp nhiều kiểu nha, nếu mà cái áp xe nó quá lớn và bệnh nhân không đáp ứng với những cái loại gây tê thì lúc đó mình phải phối hợp rất là nhiều cái phương pháp và cái kinh nghiệm lâm sàng thì mình mới nhổ được cái răng, và đôi khi là cần phải gây mê luôn trong những cái áp xe mà nó lan tỏa rộng quá sâu nha, và những cái áp xe mà sàn miệng á, dưới hàm lúc nãy như cô nói đó, thì những lúc này là bệnh cảnh nó phức tạp rồi, và những cái trẻ con hay những cái đứa mà nó nhỏ nó không có hợp tác nha, thì mình đôi khi là mình không có gây tê được. Thậm chí là mấy em thấy là chữa tủy cho trẻ em á, chữa tủy cho em bé á, là phải gây tê đúng không? Nói chung là chữa tủy răng sữa thì không có ai mà đặt thuốc gì tủy hết trơn á nghe, tại vì cái lỗ chớp nó rộng, răng răng sữa thì mấy em thấy là cái lỗ chớp nó rộng thì cái lỗ chớp nó sẽ thông thương với lại cái vùng quanh chớp nghe, mạch máu và thần kinh á, nó liên quan đến cái vùng quanh chớp. Mà nếu như mà đặt cái thuốc mà nó diệt tủy như vậy á, thì cái bản chất của cái thuốc diệt tủy nó rất là độc, theo nói là một cái loại anhydrid nha, là nó rất là dễ gây hoại tử. Thì mấy em thấy là ở trẻ em á, người ta không có chống chỉ định là đặt đặt những cái thuốc diệt tủy mà phải bắt buộc là phải gây tê nha. Thì đối với em bé thì mấy em thấy là gây tê mà để nhổ cái răng là đã khó rồi, tại vì mình nhổ cái răng là mình giải phóng luôn rồi đó mấy em hiểu không? Nên mình giải phóng mình tiễn nó luôn rồi đó, thì mình sẽ làm trong 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 giây lát là phải xong. Còn cái chữa tủy thì mấy em nào mà mấy em có đi chữa tủy rồi mấy em biết đó, là mấy em phải đi tới đi lui và làm nó rất là chi tiết, rất là nhọc nhằn, mà bản thân mình lớn mà mình thấy mà mình còn không không nổi nữa đó, mình còn không xuể để mà đi đi chữa tủy nữa đó, đừng nói chi mà trẻ em đó, do đó là nó không có hợp tác, nó không há miệng và bác sĩ sẽ không có làm được những cái bé mà nó cứng đầu nha. Thì mấy em thấy là như vậy, thì những cái bé này á là nếu mà cái đường cùng rồi á là phải tiền mê nha, tiền mê. Đôi khi là những cái trường hợp nào quá phức tạp nha thì cũng là gây mê để làm luôn. Thì trong những gây mê á, thì thường nó rơi vào những cái trường hợp mà chấn thương rồi này nọ mấy em nha, còn làm răng bình thường á, thì chắc là tiền mê là được rồi đó, dùng cho những cái trẻ mà nó không có hợp tác.
Rồi, cái đường rạch này thì mình ôm lại, thì lại nãy giờ cô cũng có nói rồi đó, thì cái vị trí thì nên là thấp nhất ha, để dẫn lưu dễ dàng. Và cái đường rạch đó thì nên nằm trên cái vùng môi lành và ở nơi thấp nhất ha, để cái quá trình lành thương nó tốt hơn và ít để lại sẹo xấu. Và nó phải đủ dài ha, đủ dài và nó đủ sâu ha, và nó theo cái nếp nhăn da để đảm bảo thẩm mỹ ha. Thì những cái gì chi tiết thêm thì mấy em đọc vô là mấy em sẽ hiểu ha. Phải đủ dài, đủ sâu và theo cái nếp nhăn da, và cái vị trí là thấp ha. Thì nói chung là những cái này là người ta rất là dễ cho thi mấy em, tại vì nó rõ, nó rất là rõ. Rồi bóc tách thì thường là mình dùng cái kẹp trong mà không có cái máu ha. Không có cái máu thì mấy em học bên y là em nào cũng phải biết cái kẹp cây ly mà không máu. Rồi bóc tách để mà mình đi vào từng lớp, để đi vào được cái ổ mũ, và dùng cái khay hạt đậu mình hứng, mình lấy dịch. Và sau đó mình sẽ lấy cái mẫu này, mình đi làm cái kháng sinh đồ coi bệnh nhân nhiễm cái loại vi khuẩn gì, để mà trong cái quá trình mình điều trị là nếu mà nó hợp lý ha, bệnh nhân đáp ứng tốt thì mình khỏi đợi kháng sinh. Tuy nhiên nếu như mà kháng sinh đồ ra mà lỡ bệnh nhân có nhiễm râm âm hay gì đó thì lập tức mình coi cái kháng sinh mình có phù hợp không, để mà mình đổi cái đổi hướng nha. Tại vì nói chung là những cái bệnh nội điều trị nội trú thì nó rất là phức tạp nha. Đôi khi là điều trị một cái phát đồ một tuần mà bệnh nhân càng lúc càng nặng đó, thì thành ra là cái vấn đề kháng sinh đồ này mình nên làm. Thì tại vì kháng sinh đồ thì mấy em thấy làm thì cũng từ 5 đến 7 ngày nó mới có kết quả. Thì nó chỉ phù hợp với những cái ca mà nó nặng ha, cái ca mà điều trị nó không có đáp ứng. Còn thí dụ như đa số thì điều trị nó đáp ứng thường chừng 2-3 ngày là mình thấy là bệnh nhân có thể là về được rồi đó ha. Tại vì cái nếu mà nó chịu rồi là nó rất là nhanh chóng. Còn trừ những cái trường hợp nào mà nó đặc biệt thì lúc đó cái kháng sinh đồ này nó rất là có ý nghĩa. Rồi dẫn lưu ha, dẫn lưu thì mấy em thấy là cái có thể là mình dùng cái găng tay á mấy em ha, găng tay vô trùng để mình cắt ra rồi mình dẫn lưu cho bệnh nhân. Và hoặc là sử dụng cái ống cao su mà có đục nhiều lỗ nhỏ dọc cái thành ống, thì cái này mấy em đọc vô là mấy em hiểu liền. Và dẫn lưu được thực hiện trong vòng 24 đến 48 giờ đó. Đây là những cái mốc thời gian mà mấy em phải thuộc lòng ha, được thực hiện trong vòng 24 đến 48 giờ. Tuy nhiên thì có những cái áp xe lớn thì có thể dẫn lưu từ 5 đến 7 ngày. Và săn sóc thì mấy em thấy là băng vết thương và thay đăng mỗi ngày, thay ống mỗi ngày. Rồi mình đi vào cái một cái loại đau nữa là đau sau nhổ răng. Thì đau sau nhổ răng thì mấy em thấy là có thể là do là viêm cái ổ răng có mủ hoặc là cái ổ răng khô. Có nghĩa là đau là nó do là viêm rồi đó ha, cái can răng này nhổ về nó có vấn đề, nó bị viêm thì nó có hai dạng, hoặc là cái ổ răng nó có mủ hoặc là cái ổ răng đó thì nó khô, nhìn vô nó khô, nó không có dịch gì hết nhưng mà nó rất là đau, đau rất là dữ dội. Thì nó có hai dạng, thì mấy em thấy là thì trong cái trường hợp mà đau do viêm ổ răng có mủ thì mấy em phải gây tê ha, muốn làm cái gì xử lý, tại vì lúc đó bệnh nhân đang đau, muốn nạo ổ răng gì là bắt buộc phải gây tê rồi sau đó nạo cái ổ răng. Và mình sẽ cho cái kháng sinh ha, cái giảm kháng viêm giảm đau ha, thì cái thuốc ban đầu mình cho làm sao thì mình có thể đổi ha, mình tăng lên chút. Rồi cái thứ hai là cái dạng mà đau do viêm ổ răng khô á, thì mấy em thấy là bệnh nhân đau rất là dữ dội và kéo dài và cái cảm giác rất là khó chịu. Thì cái này em nào có bị rồi thì mình mới biết được cái cảm giác đó, nên nó rất là khó chịu, có cảm giác là đau rát khó chịu cái ổ răng ha. Thì cái trường hợp này mình xử lý nó khó hơn là mình phải bơm rửa ha cái ổ răng với nước muối sinh lý, và mình phải đặt cái bất tẩm kháng sinh hay mình đặt trực tiếp vào trong cái ổ răng luôn, kháng sinh kháng viêm, hay đặt cái bất vào đó và mình phải thay cái bất đó mỗi ngày ha, thì bệnh nhân mới là dễ chịu ha. Rồi sau đó thì bệnh nhân ổn rồi thì nếu mà không còn thay bất nữa thì mình sẽ cho kèm một cái to thuốc về cho bệnh nhân uống thêm để cho nó dứt điểm luôn ha. Thì cái này thì bệnh nhân phải tới lui phòng khám ha, tới lui phòng khám hoặc là phòng mạch gì đó phải làm xử lý chừng nào mà cho nó thay cái cảm giác khó chịu đó nó hết thì mới được.
Rồi mình đi vào cái phần lớn thứ hai là cấp cứu bệnh nhân đang điều trị trên ghế da. Thì đa số thì mấy em thấy là đang điều trị trên ghế da mà phải cấp cứu thì nó sẽ liên quan đến cái sốc phản vệ ha. Rồi như là chích thuốc tê rồi đó là nó bị sốc phản vệ ha, thì mấy em thấy là nó diễn tiến rất là nhanh. Hoặc là những cái bệnh nhân mà nuốt phải những cái dụng cụ ha, đang nhổ thì mấy em thấy là nuốt dụng cụ mà nếu như mình không có xử lý nhanh gọn thì bệnh nhân có thể tử vong do ngạt thở. Chẳng hạn như là cái mũi khoan ha, chấm răng mà cái mũi khoan nó bữa đó nhiều khi xui là nó không có dính chặt vô trong cái tay khoan mà do là cái lỗi gì đó, thì khi mà đạp cái bàn đạp ở dưới thì trên đây cái tốc độ siêu tốc nó quay lên thì mấy em thấy là nó văng mà bệnh nhân đang há họng nữa ha, đang há họng thì cái mũi khoan nhỏ xíu đó nó sẽ văng, mà nếu như mà nó lọt vào cái dạ dày á, thì cũng còn được ha, nội soi lấy ra. Nhưng mà nếu mà nó văng vào cái khí quản á, thì nó hơi nhọc nhằn, là nếu mình không xử lý kịp thời thì bệnh nhân là cái khả năng tử vong nó rất là cao. Chính vì vậy mà lúc đó nếu mà đang ở bệnh viện á, thì nó sẽ tốt hơn, là tại vì ở bệnh viện thì mình có liên chuyên khoa mấy em ha, thì lúc đó thì mình sẽ mời những cái bên tai mũi họng ha, còn nuốt vô dạ dày thì mình phải mời được tiêu hóa, thì người ta sẽ nội soi, người ta lấy tốc hành cho bệnh nhân luôn. Rồi có những cái trường hợp mấy em thấy là nhổ những cái răng mà mấy em thấy là cái chân răng á, là nó không có ra mà nó lại là nó thụt vô trong cái xoang hàm trên ha, thì đặc biệt là những cái răng như là cái răng có nhỏ, răng có lớn hàm trên đó ha, thì khi mà nhổ nó gãy chân, người bác sĩ lai quay lấy cái chóp đó ra nhưng mà không có lấy được, mà vô tình cái cây nại nó lại đưa cái chóp răng nó vào cái xoang hàm luôn, thì lúc đó cũng lấy ra cực kỳ là khó khăn. Thì lúc đó mình cũng phải nhờ bác sĩ tai mũi họng hỗ trợ nội soi lấy cái chân răng nó ra, tại vì để trong đó lâu ngày nó viêm cái xoang của bệnh nhân ha, và mình phải xử lý, tại vì khi mà nó thông xoang thì mấy em thấy là bệnh nhân sẽ chảy máu mũi ha, cũng như nhổ cây răng nhưng mà súc miệng thì thấy nước máu nó chảy ra lỗ mũi, thì lúc đó mình phải bình tĩnh ha, mình phải bình tĩnh và mình xử lý, và khi đó mình sẽ khâu kín cái chỗ thông xoang đó lại, khâu là khâu ở chỗ cái ổ răng đó mấy em ha, cái ổ răng mình sẽ bóc tách nó cho cái hai cái phần mà cái vạc nó khép lại được, rồi mình khâu, thì mình khâu kín lại thì bệnh nhân sẽ súc miệng, nó sẽ không có chảy nước ra cái lỗ mũi ha, rồi từ từ nó lành nếu mà cái lỗ thông xoang nó nhỏ. Còn nếu mà nó bự quá thì cũng phải mời tay mũi họng để xử lý ha, quá đồ lại cho người ta. Rồi bây giờ mình đi vào cấp cứu chấn thương hàm mặt, thì cái này thì nó sẽ lớn hơn cái kia, là nó chỉ giới hạn là về răng rồi ở ghế nha thôi mấy em, nhưng mà cái này là cấp cứu chấn thương hàm mặt. Thì cấp cứu này là mình phải là xử lý ở cái phòng cấp cứu tổng hợp á, tất cả các cái bệnh viện nó đều có cái phòng cấp cứu tổng hợp, thì trong đó mình bác sĩ răng hàm mặt là mình sẽ cấp cứu cái phần hàm mặt của mình ha, còn những cái khác thì có những cái chuyên khoa khác người ta vô ha, còn răng hàm mặt mình đụng tới cái chỗ mặt là mình phải xử lý. Thì đa số các cái chấn thương hàm mặt là do tai nạn giao thông hoặc là do những cái vật cứng đập vào ha, và những cái như là đánh nhau rồi đó mấy em ha, ấu đả rồi đó, đánh nhau rồi đó, rồi đôi khi là tự té nữa ha. Rồi thì cái vùng hàm mặt đó thì mấy em thấy là được cấu tạo bởi nhiều cái hệ thống xương ghép lại và rất giàu mạch máu nuôi dưỡng, cho nên nó là khi chấn thương á thì thường gây chảy máu nhiều và khó cầm. Cái tắc nghẽn đường hô hấp trong chấn thương thì có thể dẫn đến tử vong nếu như mà không xử lý kịp thời. Thì nói chung thì cái mảng nào thì cũng vậy nè ha, nếu mà mình không xử lý kịp thời thì cái tắc nghẽn đường hô hấp thì nó có cái khả năng gây tử vong rất là cao. Thì cái khâu mà hiểu biết về các cái bước cấp cứu thì nó theo cái trình tự ưu tiên, là cái thứ nhất là mấy em phải khai thông cái đường thở, chặn đứng chảy máu, chống choáng, bảo đảm huyết áp và kiểm tra các vết thương phối hợp, như là mình phải cố định xương để cầm máu để hỗ trợ,
ha, và chẩn đoán vết thương hàm mặt. Và nếu như mà chấn thương hàm mặt mà kèm theo chấn thương sọ não á, thì mình phải kiểm tra các cái dấu hiệu sinh tồn. Thì những cái này á, mấy em thấy là nó rất là rõ, nó có những cái mục, nó có những cái gạch gạch rất, nó rất là rõ, thì mấy em nên nhớ đi ha. Tại vì khi cho thi thì người ta rất là dễ cho mấy cái dạng mà rõ như thế này. Rồi, khai thông đường thở thì mấy em thấy là mình phải kiểm tra cái tình trạng của bệnh nhân, là mình coi bệnh nhân có khó thở hay không, có cố gắng ngồi bật dậy để thở hay không. Rồi đôi khi bệnh nhân có tím tái, kích động nha, và có hôn mê, co giật nha, nếu mà không có xử lý kịp thời. Thì những cái tắc nghẽn thì như dị vật, cục máu đông nè mấy em ha, những cái mảnh xương vỡ, hầm giả, thức ăn nha. Bệnh nhân ói mửa rồi đó, rồi bệnh nhân sẽ làm cho cái tắc nghẽn cái đường hô hấp, bệnh nhân nuốt vào á sẽ làm cho tắc nghẽn cái đường hô hấp. Rồi mình đi vào cái xử lý cấp cứu, thì nếu như bệnh nhân còn tỉnh á, thì mình bảo bệnh nhân ngồi dậy mấy em, và cho bệnh nhân nhổ hết tất cả các máu và dị vật ở trong miệng. Còn cái trường hợp bệnh nhân hôn mê hay là vật vã thì mình sẽ nghiêng bệnh nhân nha, nghiêng bệnh nhân và dùng cái ngón tay móc hết dị vật trong cái vùng miệng và khẩu hầu, như cục máu đông, chất nôn, răng giả rồi ra ha. Và cái mình kiểm tra coi cái lưỡi bệnh nhân nó có bị tuột không nha mấy em, nó thụt lưỡi vô trong á ha, thì lúc đó mình phải kéo ra, và đôi khi á, thì phải mở khí quản. Thì cái này nếu mà mình không có kinh nghiệm xử lý á, thì mình có thể là mời cái bác sĩ gây mê người ta tiếp với mình ha, mở khí quản. Rồi cái phần chặn đứng chảy máu á, thì mấy em thấy là nói chung á, là mấy em muốn cầm máu ở trong chấn thương hàm mặt thì mấy em phải nắn chỉnh xương, nghe cố định xương lại thì nó mới hết chảy. Rồi băng ép có khi á, là mấy em phải là nhét bớt mũi trước nha, rồi nhét bớt mũi sau nha, thì mấy cái này mấy em đọc thêm ha, tại vì cái này nó cũng chuyên sâu về tai mũi họng mà. Rồi cầm máu tại chỗ thì mấy em mấy cái chất này á, là nó mang tính chất vật liệu thôi mấy em đọc nha, như là những cái bông gen rồi đó, nói chung là những cái mà mình để cầm máu. Rồi oxidize cellulo, nói chung là mấy cái dạng này là nó là cái vật liệu thôi, mấy em đọc cho biết. Rồi truyền máu thì đương nhiên nha, nói chung là bệnh nhân mà mấy em thấy chảy máu nhiều gây chán thì mấy em phải coi là cái dấu chứng do xuất huyết, là huyết áp tuột nè, mạch nhanh nhẹ nè, thở nông, xanh tím, rồi ướt đẫm mồ hôi. Và bệnh nhân phải được truyền máu ngay, nếu mà chưa có máu thì phải truyền dịch. Rồi chống choáng thì mấy em thấy là chống choáng thì mình phải xử lý theo các bước, là tìm ra nguyên nhân gây choáng nè ha, nâng đỡ bệnh nhân, tái lập khối lượng dịch nội mạc, chế ngự đau, bảo toàn thân nhiệt và kiểm soát suy giác. Là mấy em mấy cái này mấy em cũng phải học nha mấy em ha, cái này thì nó rất là rõ ràng, rất là dễ cho thi, thì mấy em nên nhớ học mấy cái nào nó rõ, cái dập dập mà nó gọn gọn mấy em nên học thuộc ha. Rồi đây là một số cái hình ảnh mà chấn thương là do xây xát, thì mấy cái này là bác sĩ Nhật Tân đã có dạy cho mấy em rồi đó ha. Rồi những cái đụng dập ha, nó tụ máu như thế này, thì đôi khi á, là nếu mà tụ mà nhiều quá như thế này thì có thể là mình phải gặp dĩnh luôn nha mấy em. Nếu mà nó nhẹ, nó ít đó, thì mình chỉ là cho uống thuốc tan máu bầm, theo dõi về dặn bệnh nhân là lấy nước ấm chườm hay lăn cho nó tan, nhưng mà rồi cho uống thuốc rồi theo dõi, nếu mà nó càng lúc mà nó càng giảm thì thôi. Còn nếu mà mình thấy mà nó không có, nó tụ như thế này, nó bầm như thế này mà nó không giảm thì mình phải tái khám, và lúc đó mình phải rạch để mà mình cho nó thoát dịch ra nha. Rồi những cái vết thương xuyên, rồi những cái vết thương này rất là phức tạp nha, lấp da, rồi rất là phức tạp. Rồi cái chấn thương răng thì mấy em thấy gãy thì có thể là gãy ở phần men nha, nặng hơn là gãy ở ngà, nặng hơn nữa là gãy tới tủy luôn, rồi nặng hơn nữa là gãy ở cái phần chân ra nha. Thì tùy theo những cái
cái vị trí gãy mà người ta sẽ xử lý ha. Nếu mà gãy cái phần men này thì chám lại thôi. Còn cái phần nghè này á, gãy tới cái phần nghè này á, thì nếu mà bệnh nhân mà không có điều kiện gì hết á, thì chắc cũng phải chám lại thôi nha, chám thẩm mỹ lại thôi cho nó đỡ tiền. Còn nếu mà bệnh nhân có điều kiện á, thì mình sau khi mình theo dõi tỉ mà ok rồi thì cái này mình có thể là dán một cái răng sứ veneer nha, cho nó đẹp. Rồi, còn nếu như mà bệnh nhân tới gãy cái răng mà tới tỉ rồi á, thì mấy em thấy là cái phần này phải chữa tỉ rồi nha. Cái phần này chữa tỉ rồi sau đó người ta sẽ tái tạo cái thân răng, làm cái cùi giả tái tạo thân răng, rồi sau đó làm cái răng sứ cho bệnh nhân. Thì cái trường hợp mà gãy cái kiểu tới đây rồi thì mình không có làm dạng veneer được đâu mấy em, mà mình phải tái tạo cái cùi giả thân răng ha, rồi sau đó mình làm lại một cái răng sứ toàn diện cho bệnh nhân ha, sứ toàn diện. Rồi khi mà gãy cái chân, gãy cái chỗ cái chân thì tùy theo ha, thí dụ như mà nó gãy kính không có di lệch gì hết thì cái răng này á, ngày xưa thì người ta sẽ nhổ, nhưng mà bây giờ thì không ha. Bây giờ gãy cái kiểu này thì mình sẽ không có nhổ, mà mình chữa tỉ ha, mình cũng phải mình lấy tỉ mình chữa, sau đó mình chấm bít lại bằng cái vật liệu sinh học có MTA ha, để mà nó len vào trong những cái đường gãy này nó mấy em, rồi nó sẽ tự lành. Và lúc đó cái răng này thì mình sẽ giữ lại cho bệnh nhân theo dõi, và bệnh nhân vẫn xài bình thường nha, chứ không có mà quản lên rồi nhổ cái răng của bệnh nhân rất là uổng. Rồi thì cái khi mà gãy xương thì người ta sẽ nắn chỉnh xương thông qua răng, có nghĩa là người ta sẽ cột chỉ thép nha, để mà nắn chỉnh cái xương thông qua răng, giống như mấy em thấy là chấn thương mà ngoại chấn thương á, ngoại chấn thương là gãy tay chân rồi đó mấy em nha. Thì người ta cố định những cái xương dài đó thì người ta sẽ cố định là bằng cách bó bột ha, bó bột để nó tạo thành một cái ống gì vậy, để cho bệnh nhân không có co duỗi gì, chân thẳng dài vậy đó, thì để trong cái thời gian đủ dài thì nó sẽ lành hơn. Rồi sau đó tập vật lý trị liệu thì mấy em đi lâm sàng mà bên y là mấy em thấy rồi ha. Nó thì mình chịu là cho nó kiểu như là nó một tư thế một, và bệnh nhân phải cố gắng chịu trong cái thời gian lành hơn. Nghe rồi sau khi mà nó tạo được cái canh xương rồi á, thì lúc đó bác sĩ cắt cái bột ra, thì bệnh nhân bắt buộc phải tập vật lý trị liệu, tại vì lúc đó cái thần kinh cơ nó cứng ngắc hết trơn rồi nếu mà mình không tập thì cái chân của mình nó ngay trừ luôn nha, rất là khó đi lại. Rồi thành ra là phải tập vật lý trị liệu từ từ. Thì chính vì vậy mà cái bộ môn mà vật lý trị liệu là nó đi theo sau cái chấn thương nha, thì cái đó là rất là quan trọng nha mấy em, không có coi thường. Vật lý trị liệu bây giờ là rất là hot luôn á, cái gì cũng phải tập vật lý trị liệu chứ. Thì cái răng của mình thì cái xương cái kiểu mà xương ở đầu mặt cổ thì nó không có phải là cái dạng xương dài, cho nên là mình không có bó bột được, mà mình phải nắn chỉnh là thông qua cái hàm răng ha, thông qua hàm răng mình buộc cung ha, buộc cung để mà mình giữ cái xương nó lại cái vị trí đúng, rồi sau đó là bắt đầu mình mới lành cái thương cái xương, rồi lúc đó mình mới cắt cái cung này mình bỏ đi. Thì cái đó là trong những cái trường hợp mà không có di lệch. Còn nếu mà gãy dụng có di lệch thì phải mổ ha, phải mổ rồi mình phải sắp xương lại, mình phải khoan, mình bắt ốc đồ vô, và sau đó lành thương rồi mình mới lấy những cái con ốc đó ra. Đó, thì mấy em thấy là những cái gãy xương người ta cố định tự lành. Rồi buộc cung hàm ha, để cố định chừng nào xương lành, sau đó cắt cái cung này bỏ đi. Thì trong cái thời gian này bệnh nhân phải chịu khó là sao? Xúc sữa ha, xúc sữa chứ đâu có ăn uống gì được, phải chịu khó thôi ha, xúc sữa. Rồi sau đó khi cắt cái này ra rồi bắt đầu tập, thì cái này nó cũng giống như là tập vật lý trị liệu ở bên chấn thương, ngoại chấn thương gì đó nha. Thì bên đây thì sẽ bệnh nhân phải tập há miệng ha, nó cắn như thế này thì nó ngậm lại gì luôn rồi nè ha. Nhưng mà nếu mà sau khi cắt cái cung này ra mà không tập há miệng đó, thì cái miệng nó không có há ra được luôn ha, nó cứng luôn. Do đó là phải cho bệnh nhân tập há miệng, lấy cái cây đè lử ha, bắt đầu bung từ từ ha. Khi mà há chừng nào mà nó đạt bốn cái ngón tay ha, bốn cái ngón tay trừ cái ngón cái, và mấy em sắp lại mà mấy em đưa vô miệng bệnh nhân được thì nó mới đủ ha, nó mới đủ rộng, thì lúc đó mới ngừng. Rồi mình sẽ xem qua những cái vị trí giải phẫu mà răng hàm mặt phải xử lý. À, cái này là vùng trán nè mấy em ha, vùng trán
Rồi cái đây là vùng chân mày ha, vùng mắt, rồi vùng mũi, môi trên, rồi vùng môi ha, vùng môi nè ha, rồi cằm, rồi má. Thì cái hình vẽ này thì mấy em thấy á, là chỉ có ngay cái chỗ là cái vùng mắt này nè ha, cái vùng hốc mắt này nè mấy em, thì cái vùng này hai bên đây á, thì nếu như mà nó ngay cái vị trí này á, thì mình nên là để cho mắt người ta khâu ha, mắt người ta xử lý để người ta nắm cái cơ chế cơ rồi nâng mi hạ mi rồi đó, thì người ta làm nó sẽ đẹp thẩm mỹ hơn, tự nhiên hơn. Rồi còn cái mũi ha, cái mũi này á, thì để cho tai mũi họng xử lý ha, chứ mình cũng không có nên mà lấn sân. Khi nào mà không có ai, giả sử như mấy em về tuyến cơ sở mà mấy em phải trực bao sân luôn á, thì lúc đó mấy em hãy làm giùm ha. Mấy em nói chung là không có ai hết trơn thì thôi mấy em không cho bệnh nhân luôn, thì cái đó mình không nói. Nhưng mà nếu những cái bệnh viện lớn thì mũi thì để cho tai mũi họng làm, mắt thì để cho mắt vô làm ha. Còn răng hàm mặt mình xử lý cái vùng chỗ này mấy em, trán ha, chân mày là cũng của răng hàm mặt luôn nha, má, hai bên má ha, môi trên nha, môi dưới, đàm nha, gửi trong miệng luôn ha, gắp môi gắp gì mà sâu vô trong thì răng hàm mặt cũng phải làm luôn, gắp cái lưỡi cũng làm luôn ha. Bên ngoài bên trong gì thì mình cũng phải xử lý hết ha, mình khâu từ bên trong ra bên ngoài luôn. Rồi thì cái bài chấn thương hàm mặt thì mình bao nhiêu nội dung đó mấy em, rồi mấy em về mấy em đọc ở trong cái tài liệu giùm cô. Rồi bây giờ tiếp tục là cô sẽ tiếp theo cái bài còn lại, tiếp theo cái bài bệnh lý tỷ và dùng bên chớp luôn.